Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Vọng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa hoàn tất một ca hỗ trợ điều trị ung thư đầy cảm động và thử thách khi hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Thủy, một trường hợp đặc biệt với ung thư trực tràng giai đoạn cuối và tình trạng nội tạng bị đảo lộn. Bệnh nhân Trần Thị Thủy, một cư dân ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã đến phòng khám với một tình trạng sức khỏe rất hiếm gặp. Bà mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối và đáng chú ý hơn là tình trạng đảo lộn nội tạng, một hiện tượng hiếm gặp khi các cơ quan nội tạng như tim, lá lách, ruột thừa và gan nằm ở vị trí đối xứng so với người bình thường. Cụ thể, tim của bà nằm ở bên phải cơ thể, trong khi người bình thường thì tim nằm ở bên trái. Lúc đầu tiên ấy thì ngang mình mổ, bác sĩ mổ ra, bác sĩ mới biết là cái nội tạng tim ở bên phải, lá lách cũng ở bên phải, gan ấy thì bác sĩ siêu âm ấy thì nói mất lá gan. Thì mình bảo không có mất, tại vì mình chưa có mổ cắt, cho nên là gan mình nằm bên phải luôn. Rồi ruột thừa thì nằm bên trái, chứ không có nằm bên phải. Đảo lộn nội tạng. Đi bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng nếu mà có đi đâu mà mổ xẻ gì đó là phải lên tiếng cái vụ này, cái vụ mà đổi nội tạng này cho bác sĩ biết, chứ không thôi bác sĩ khám cô là bác sĩ không biết, là bác sĩ mổ tầm bệnh là mình chết. Bác sĩ nói rằng cái này đó ngang là từ hồi bác sĩ làm đến giờ đó là chỉ có một mình cô thôi, đó là cái trường hợp này là cô đặc biệt. Nhưng mà ngang cuộc sống của cô ấy thì trong sức khỏe của cô ấy là bình thường, không có gì hết. Thì bác sĩ nói không sao, đừng có lo, cái này là bình thường. Tại vì bác sĩ khám rồi, tim, gan gì, sức khỏe đầy đủ, không có gì hết. Gan rất tốt, mà ruột thừa cũng vậy. Chỉ có cái trực tràng là bị khối u thôi. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế đã tiến hành một phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư toàn diện và cá nhân hóa cho bà Trần Thị Thủy. Bước đầu tiên là việc đánh giá chính xác tình trạng của bà Trần Thị Thủy, kết hợp các công nghệ tiên tiến để đảm bảo phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư phù hợp nhất. Việc hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng giai đoạn cuối không chỉ đòi hỏi kỹ thuật y tế mà còn cần một sự quan tâm đặc biệt đến tình trạng sức khỏe và tổng thể của bệnh nhân, đặc biệt là khi họ có bất thường về cấu trúc nội tạng như bà Trần Thị Thủy. Nhờ sự chăm sóc tận tâm và phương pháp hỗ trợ điều trị phù hợp, tình trạng sức khỏe của bà Phạm Thị Thủy đã được cải thiện đáng kể. Bà Trần Thị Thủy đã trải qua một quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tích cực và hiện đang trên đà hồi phục. Mặc dù bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng việc kiểm soát bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân là mục tiêu chính mà phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn hướng tới. Câu chuyện của bệnh nhân bà Trần Thị Thủy là một minh chứng cho sự tận tâm và chuyên nghiệp của phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Trong việc đối mặt với những thử thách y tế phức tạp, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại đây không chỉ hỗ trợ điều trị bệnh ung thư mà còn đồng hành, hỗ trợ và mang lại hy vọng cho bệnh nhân và gia đình của họ. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tiếp tục cam kết cung cấp phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả hơn, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Câu chuyện của bà Trần Thị Thủy là một trong nhiều ví dụ về sự nỗ lực và sự dũng cảm trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Xin trân trọng. Đầu tiên thì đi bệnh viện ung bướu là người ta mổ cắt bỏ
rồi hả 10 năm sau là tái lại là vô đây chàng mẫu rồi xong cái lại ba xạ trị vô bắn tia 25 tia xạ 4 toa thuốc vô 4 toa thuốc 6 toa thuốc nó đổ mở vô tiến lên rồi cái bấm làm sao cái nhằm vào cái lít thấy cha tường rồi cái người theo dõi được gần một năm rồi mới vô đây vô đây là được 2 tháng là thầy cho đi khám là kết quả đạt đó gần phương pháp thì ăn cháo nano rồi uống nước thảo dược chứ không cho ăn động vật không cho ăn cái gì hết và theo lời của thầy hết không có ăn cái gì hết chỉ có vậy thôi với lại uống nước mía thầy bảo uống nước mía thì uống với lại uống nước cao máu thì thầy nói uống nước chanh thầy ấy thì vô khám ấy thì thầy dặn dò ai phải ăn uống đều độ rồi ăn đúng cái pháp luật của thờ cha tường gơi ra là mình cứ theo như vậy là ăn và khỏi bệnh như là mới đầu bị là nó đau bụng về nó bắt đi cầu ra máu rồi cái ở nhà mới đưa đi bệnh viện khám thì người ta nói bị kiết lỵ rồi một thời gian sau ấy rồi cái ông bác sĩ ấy, ông bắt đi nội soi thì nó ra là khối u là thì kỳ 3. Rồi mới đưa lên thành phố khám rồi người ta mổ rồi cái bắt đầu người ta cắt đi rồi người ta xạ trị vô thuốc 6 toa xạ trị 25 tia rồi 10 năm sau là bị lại mà nhà trọ thì tháng ở thì có 1,5 triệu thôi mà nó sạch sẽ mát mẻ là nhà trọ của bà Hai ấy. Còn những nhà trọ kia thì mình không biết nhà trọ mình ở là như vậy. Và các mặt hàng ấy thì cũng bình thường thôi tại vì mình ăn chay thì có 12.000 một miếng chay thôi. Trong ngày thì mình ăn tổng cộng là 20.000 rau củ quả với lại miếng chay vậy thôi. Người dân đây thì tại vì mình không có tiếp xúc ấy cho nên là mình chỉ tiếp xúc người bà chủ nhà trọ thôi cũng tốt không đến nỗi nào bà cũng quan tâm hỏi thăm hỏi non. Còn nếu mà người ngoài thì tại vì nhà ở đây cách xa nhà trọ ở cách xa dân cho nên là mình không có đi tới. Thì giờ là thầy dặn rồi là phải về ngang ăn chay chứ không được ăn tôm cá thịt cua cá gì hết ăn chay suốt đời luôn thế lại ăn cháo nano ăn cháo thì từ 6 tháng thầy tập từ từ ăn cơm mà ăn cơm thì ăn cơm ít thôi đừng ăn nhiều. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương. Luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn.
Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi.
chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa sống lênh đênh trên chiếc thuyền mộng manh? Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa sống bơ vơ nơi chốn quê người mà thương? Nhưng con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác bà cô chú anh chị, công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không xin thông báo công văn tri ân số 68/2024, xin tri ân kính gửi nhóm từ thiện Úc Châu, cô Lê Thục Kinh, nhóm cô Hai và nhóm cô bé ở Karamata. Lời đầu tiên, thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không có trụ sở chính tại ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhóm 24 Quý Mạnh Thường Quân ở Úc Châu cùng đồng ủng hộ phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không 3.000 đô Úc và 10 lố dầu nước xanh. 1. Family Plan 100 đô Úc. 2. Family Sofa Sim 100 đô Úc. 3. Thục Kinh Lê 100 đô Úc. 4. Henry Sim 100 đô Úc. 5. Savi Sim 100 đô Úc. 6. Chị Phượng Quế 450 đô Úc. 7. Chị Quanh 200 đô. 8. Chị Nhường 200 đô. 9. Chị Thí 200 đô. 10. Chị Huệ Anh 200 đô. 11. Dì Năm 100 đô. 12. Chị Sáu Bán Xôi 100 đô. 13. Chị Hương On 50 đô. 14. Em Eli 50 đô. 15. Chị Hạnh Phúc 50 đô. 16. Chị Song 50 đô. 17. Em Quỳnh 50 đô. 18. Em Trúc VT 2 50 đô. 19. Thanh 30 đô. 20. Chị Hương Bánh 30 đô. 21. Em Ngọc 20 đô. 22. Em Bí 20 đô. 23. Cô Bé 610 đô. 24. Cô Hai 600 đô. Xin chân thành cảm ơn về mọi thứ. Xin chân thành tri ân và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của nhóm 24 Mạnh Thường Quân ở Úc Châu, nhóm cô Lê Thục Kinh, nhóm cô Hai và nhóm cô bé tại Karamata đã đồng hành ủng hộ và luôn giúp đỡ phòng khám thời gian qua và cũng như thời gian này là 10 lố dầu nước xanh và số tiền là 3.000 đô Úc. Mục tiêu sử dụng cho 1 tấn gạo và tạm sửa chữa con đường cho người bệnh dễ dàng di chuyển trong khi đi khám bệnh. Và xin tri ân vợ chồng anh chị Trúc Vinh đã vận chuyển hàng không nhận phí. Xin trân trọng và biết ơn vì tất cả. Xin chúc nhóm Mạnh Thường Quân luôn luôn vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng tri ân. Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không, ký thay giám đốc
Phó Giám đốc đã ký Nguyễn Tấn Thanh. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.